Ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ Nữ Phản Đế Việt Nam được thành lập, sau này đổi tên là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. Để đánh dấu sự kiện này, ngày 20 tháng 10 hàng năm được chọn là ngày truyền thống của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, đồng thời cũng là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là Ngày Phụ Nữ Việt Nam. Những người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang đã, đang và sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước cùng với dân tộc Việt Nam. Hướng đến ngày 20 tháng 10, Win Win Việt Nam xin được trân trọng giới thiệu một gương mặt phụ nữ Việt Nam giản dị, âm thầm, hy sinh tất cả vì chồng con, chịu thương chịu khó. Bà Lê Thị Việt, phu nhân cố đại tá quân đội nhân dân Việt Nam Lê Văn Hân, người đã hy sinh trong vụ rơi máy bay tại Lào trong tai nạn ngày 25 tháng 5 1998. Bà không chỉ là gương mặt phụ nữ trong hàng triệu phụ nữ Việt Nam âm thầm hy sinh, bà còn là hiện thân của mối tình hữu nghị Việt-Lào, một mối quan hệ đặc biệt, dù quan hệ ngoại giao giữa hai nước là 57 năm, nhưng Ngày Quân Tình Nguyện Việt Nam giúp nước bạn Lào đã có thâm niên lên tới 70 năm gắn bó. 30 tháng 10, 1949, 30 tháng 10, 2019. Thưa quý vị và các bạn, theo dõi chương trình của Win Win Việt Nam thì chúng ta đã biết rất là nhiều mặt trận. Đó là mặt trận biên giới phía Bắc, mặt trận biên giới Tây Nam, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta. Tuy nhiên, còn một lĩnh vực, một mảng, một mặt trận rất quan trọng, đó là nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hôm nay tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Việt, là phu nhân của cố đại tá Lê Văn Hân, người từng gắn bó cả cuộc đời với mặt trận Lào, chúng ta thường gọi là mặt trận C. Xin chào bà Việt, cháu có lẽ là cháu xin phép được gọi cô bằng cô cho thân mật ạ. Cô Việt ơi, cháu được biết là cô hình như là cái thời gian ở bên Lào của cô thì nhiều hơn, và hôm nay thì cháu rất là muốn cô chia sẻ câu chuyện của mình với khán giả của Win Win Việt Nam. Và câu chuyện mà cháu muốn cô chia sẻ thì nó gắn liền với cái cuộc đời của cô, và cũng chính là gắn bó với một cái mối tình hữu nghị Việt-Lào. Vâng, cháu xin mời cô ạ. Gần 20 năm là chồng gắn bó với quân đội Lào, với nhà nước Lào. Và năm tháng 5 năm 1998 thì là chú hy sinh cùng đoàn cán bộ cao cấp của Việt Nam sang Lào làm việc ý. Thì sau đấy là cô thấy hai đứa con là còn đang dở dang học Đại học Quốc gia Lào, thì cô quyết định ở lại Lào làm kinh tế để nuôi hai em cho nó tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học thì cô thấy ở đất nước Lào là sinh hoạt là đất nước rất thanh bình, cho nên cô quyết định ở lại. Cô thấy ở Lào là 6 tháng nắng và 6 tháng mưa, thì cô đưa máy làm bún ở Hoài Đức, Hà Nội mình sang Lào, và đưa người của Hoài Đức sang là làm bún. Nhưng mà sau khi là Lào 6 tháng là mình sản xuất là có lãi, và sau đấy là 6 tháng mưa thì mình không phơi được. Thì cuối cùng là phải dừng 6 tháng mưa, thì cô lại chuyển nguyên liệu bún của Hoài Đức sang để phục vụ cho thủ đô Viên Chăn. Các gia đình người ta mưa, người ta không có bún thì người ta dùng bún khô Việt Nam. Đấy là làm bún khô hả cô? Vâng. Đấy. Thế thì cũng vất vả nhỉ? Vâng, thì nói chung là 21 năm thì đến bây giờ là các doanh nghiệp Việt Nam cũng là tạo điều kiện giúp cô nhiều đấy. Cô ơi, cô ở bên ấy lâu như thế thì tình cảm của nhân dân Lào đối với người Việt Nam thế nào hả cô? Nói về đối với lại, để khẳng định mà nói, người Lào từ người nông dân cho đến những người rất bình thường
thì lúc nào người ta cũng mang ơn, mang ơn. Người ta luôn luôn nói Việt Nam giải phóng thì Lào mới được như thế này. Thế còn nói đến quân đội Lào và lãnh đạo Lào hoặc các cán bộ của các cơ quan ban ngành thì các anh ấy hầu hết là học ở Việt Nam. Tức là trưởng thành cán bộ mà trưởng thành lãnh đạo đấy thì hầu hết là học ở Việt Nam mình, không về lãnh đạo đất nước. Còn đối với lại Việt Nam mình ấy là hàng năm mà nuôi gần 2.000 học sinh học ở nhà mình, cho nên khi học ở Việt Nam mình rồi thì về đất nước Lào để cống hiến ấy thì thấy rằng là người ta mang cái tình sâu nghĩa nặng của Việt Nam mà tạo cho người ta thành con người lãnh đạo đấy. Chứ còn nói Mỹ Lào thì luôn luôn nghĩ là họ được như ngày nay là do Việt Nam giải phóng và đem lại cho đất nước Lào, và người ta thường nói là Việt Nam nuôi, Việt Nam nuôi Lào đấy. Người ta thường xuyên là người bình thường đấy, người ta kể cả người buôn bán ở chợ người ta cũng biết rằng là chợ này là Việt Nam làm. Cái chợ mà đang bán gọi là chợ lớn đấy, là người ta bán là Việt Nam mình xây năm 83, nhưng mà người ta không cho phá. Bây giờ Hàn Quốc mới lại Trung Quốc sang xây thì người ta cứ để, và cháu sang cô dẫn đi, cứ để cái nhà cũ mà năm 83 Việt Nam mình xây đấy. Đấy thì Việt Nam mình xây, họ không cho phá, họ biểu tình đấy. Biểu tình họ không cho phá cái nhà này làm từ năm 83, thế là họ cứ giữ cho đến bây giờ. Còn Hàn Quốc với Trung Quốc xây 7-8 tầng thì cứ trông trông ở giữa, còn ba cái nhà Việt Nam mình làm vẫn cứ để nguyên chi. Người ta biểu tình người ta không cho phá. Lý do là người ta thấy là vừa là kỷ niệm nhưng cũng vừa là túi tiền của người ta buôn bán, chứ người ta không vào cái nhà cao của Trung Quốc hay Hàn Quốc Singapore đấy. Cho nên là để mà nói đấy, cái đối với lại các bộ tộc Lào ấy, tức là cả 16 tỉnh và thủ đô ấy, thì người dân người ta lúc nào người ta cũng ghi sâu cái tình sâu nghĩa nặng. Cho nên là đám cưới là người ta hát Việt Nam mình đấy. Đám cưới là người ta hát Việt Nam mình. Thế hát bài Việt Nam cả Lào. Hát là như có bác Hồ này rồi hát là cô gái Sầm Nưa đấy. Người ta cứ hát thôi. Đấy cho nên là kể cả lãnh đạo cho đến các bộ tộc Lào thì cái mà để ghi nhận Việt Nam mình, tức là giải phóng cho đất nước Lào, cho nên bây giờ họ mới được như bây giờ. Cho nên là các nhà lãnh đạo mình là cái tình cảm đấy là không có nước nào có, chỉ có Việt Nam với Lào thôi. Đấy, lãnh đạo mình cũng đã phải khẳng định như thế thì người dân người ta cũng luôn khẳng định như thế. Đấy. Cháu vừa nghe cô nói là cái chợ mà Việt Nam xây từ năm 83 mà bây giờ người Trung Quốc, người Singapore họ xây hai cái nhà hai tầng cao lên thế, 8 tầng, nhưng dân người ta biểu tình không cho phạm. Bây giờ vẫn để nguyên si đấy, vẫn họp chợ. Cháu hỏi cái này nữa, nếu mà cô tiện được trả lời được thì cô trả lời, còn nếu không thì cũng không sao ạ. Tức là người Trung Quốc thì hiện nay là người ta, cháu có cảm giác mà người ta tràn ngập trái đất ấy, thì cũng như là ở Việt Nam hay ở bất cứ nơi nào người Trung Quốc xuất hiện rất là nhiều. Đúng rồi. Thì liệu có khi nào cái ảnh hưởng của người Trung Quốc đối với đất nước Lào sẽ làm át đi cái tình cảm của người Lào đối với người Việt Nam không? Không, cô lại nói với cháu là thế này, có những anh ăn cơm từ năm 68 mà bây giờ vẫn nhắc là bây giờ học sinh Lào sang Việt Nam học thì là sướng, còn hồi bọn em ăn thì một nắm bò bò. Vẫn nhớ những cái kỷ niệm sâu sắc đối với Việt Nam, cho nên để cô khẳng định. Ví dụ Việt Nam mình cũng vậy thôi, các nước đến mà có lợi cho chúng tôi thì chúng tôi ok. Còn đối với Lào thì nước nào cũng phải có cái quan điểm của họ và cái chính kiến của họ có lợi cho dân tộc, chứ không bao giờ người ta nghiêng ngả đối với Lào. Cái này để mà cô khẳng định là họ rất tâm huyết với Việt Nam, và Trung Quốc muốn vào thì gì vào, nhưng mà có lợi thì tôi chấp nhận, còn không có lợi thì cô đã ví dụ sau khi cái đại hội đảng năm 2016, tức là Trung Quốc tặng mỗi ủy viên bộ chính trị một chiếc xe, nhưng mà các anh ấy không nhận.
Cái đấy là cái mà kể cả chú bộ trưởng này cũng không nhận. Để mà nói rằng không phải mua được người ta đâu, để mà nói Quốc khẳng định Trung Quốc không làm lu mờ được cái tình cảm của Lào đối với Việt Nam. Cô nói đến đây, sau khi vừa lên thủ tướng năm 2016 một cái, trong lúc đất nước Lào rất là khó khăn, Trung Quốc ủng hộ nhưng mà không lấy, nhưng mà chữa bệnh đây bây giờ hầu hết sang 108 mình chứ không phải người ta sang Trung Quốc đâu. Chứ không phải, đi Trung Quốc thì xa. Vâng, cũng ngon cái câu mà cháu nghe, cháu nghĩ là cháu muốn làm rõ. Cô nói là khi mà có lợi cho người ta thì người ta sẽ làm. Thì ở đây thì cháu thấy rõ ràng, nếu mà nói về kinh tế thì Việt Nam mình thua rất là xa Trung Quốc. Và nếu như mà cái sự ủng hộ về kinh tế của Trung Quốc đối với Lào thì sẽ rất là nhiều hơn và dễ dàng hơn. Và còn Việt Nam thì có lẽ sẽ không thể chạy đua được. Thì có khi nào vì lợi mà người ta lại... Không, hai cái. Dạ. Hai cái là mình phân biệt rõ ràng. Dạ. Hai cái phân biệt rõ ràng là Việt Nam mình ý, thì đối với Trung Quốc là mình luôn luôn trân trọng người ta. Dạ. Đấy, cái đấy. Nhưng mà Lào thì cũng luôn luôn trân trọng Trung Quốc và trân trọng Việt Nam. Dạ. Nhưng để mà nói cái mà Trung Quốc là người ta cách xa mình 100 năm, vậy thì người ta đầu tư cho Lào có những cái lớn hơn. Họ xây dựng Thượng Hải thứ hai ở Lào chẳng hạn này, rồi họ đầu tư những cái mà Việt Nam mình không đầu tư. Nhưng để mà nói cái hạ tầng thì Việt Nam mình phải gánh vác hết, từ cái nhà làm việc của tỉnh này, trường học của tỉnh này, trường nội trú của tỉnh này. Mình là xây dựng cả 16 tỉnh. Cái đấy là cái mà Lào, các tỉnh ở Lào mà tôi chứng kiến, à cái này của Việt Nam, ở trường học này của Việt Nam, chỗ nào xây trường học, cho đến trường nội trú, đến cơ quan tỉnh, cho đến trường dạy nghề của Việt Nam đều ghi là Việt Nam tặng. Thì cái đấy người Lào ấy là người ta nhớ mình nhiều chứ không phải là ấy đâu. Nhưng để mà nói mình cũng phải tôn trọng Trung Quốc. Trung Quốc nếu anh có nhiều tiền anh cứ đầu tư cho Lào, anh cứ đầu tư cho bạn có lợi. Nhưng miễn là chúng nên nhớ rằng đi cửa khẩu mà Trung Quốc thì là có khi họ rằng coi, nhưng đối với Việt Nam thì họ cho qua đi rồi. Đấy, nó rất tình cảm. Đấy, cháu... kể cả không học được Việt đó. Đấy. Vì là cháu cũng có nghe có những cái dư luận, ví dụ như là người ta cũng nói là bây giờ Trung Quốc họ ấy bao hết cả Lào rồi, bao hết cả Campuchia rồi. Cái đấy mà nói, cái đấy là cái mà người Việt mình chưa hiểu sâu sắc về Lào. Dạ. Chưa hiểu được cái tâm tư của những người lãnh đạo Lào. Dạ. Người ta cũng tôn trọng Trung Quốc, nhưng mà để mà nói cái nghĩa của Việt Nam đối với Lào họ không xóa nhòa. Dạ. Cái đấy là cái mà vĩnh viễn không bao giờ xóa nhòa. Cho nên là lãnh đạo Lào sang đây mà cái tình cảm đặc biệt này phải làm cho thế hệ sau. Để phải làm cho thế hệ sau. Cháu cứ sang rồi cháu mới thấy thực tế, không bao giờ có cái chuyện như này. Để đến người dân bình thường người ta quý, trong cái ra chợ là người ta cũng quý mình thôi, chứ mà thông quý Trung Quốc nó lại lạ ở cái đoạn trường đấy. Để nói về Lào một cái nhận xét chung nhất thì cô sẽ nói như thế nào? Cái mà để nói với Lào ấy thì người Lào người ta không chạy đua với thế giới. Cái đấy là cái mà đặc trưng cái người theo đạo, tức là Lào là quốc Phật cơ mà. Quốc Phật, cho nên là người ta bao giờ người ta sống cũng bằng cái tâm của Phật. Người ta không chạy đua, người ta không hối hả, mà người ta không vội vàng. Tuy rằng là cán bộ đang nợ 2 tháng lương nhưng người ta vẫn bình tĩnh, dân người ta không biểu tình, người ta vẫn ra rừng, người ta lấy rau rồi người ta sinh hoạt, và người ta tự túc lúa gạo để trong cuộc sống người ta người vẫn thanh bình. Đấy là cái mà không có nước nào có. Cái mà để các bộ tộc Lào đấy, người ta sống theo cái kiểu Phật. Đấy, người ta bình thản, thanh thản, không vội vàng, không vội vã. Thế người ta cuộc sống người ta cứ bình an mà đi lên. Người ta không vội vã giống Việt Nam mình không vội vã. Cái đấy là cái mà đặc trưng của người theo đạo Phật là Lào đấy. Cái đấy để mà kể cả các nhà lãnh đạo nếu cháu gặp thì cháu thấy không vội vàng.
Ở Lào là cháu thấy là cũng là một trong những cái nước hiếm hoi của thế giới được nhận cái chống hòa bình đấy, để thanh bình ấy, thanh bình. Nhưng mà để đặc trưng là họ quốc Phật, đấy, quốc Phật, cho nên là từ người dân cho đến đến lãnh đạo là người ta luôn luôn tôn trọng. Đấy. Cô ở lâu thế thì có khi cô cũng ảnh hưởng lắm nhỉ? À không, cũng thấy cô cũng không vội vàng, mình nghèo túng có những lúc không có tiền mình vẫn cứ bình thường, đến lúc mà về đến tháng này là con nó lĩnh lương nó lại đưa cho cô ủy nhiệm cho các em ở nhà lĩnh lương. Thế thì nói chung là cô dám khẳng định với cháu rằng đến đất nước Lào là một đất nước thanh bình, thế của các bộ tộc Lào, mà mình thấy cái đấy là đáng học tập. Thế cô ấy đến bây giờ ở Lào là vẫn có hiện tượng nợ lương nhân viên là có vẫn nợ, vẫn nợ, nợ. Vâng, ví dụ quân đội với giáo viên là không nợ. Vâng. Nhưng mà các ngành khác là nợ, nợ một tháng, đến bây giờ là đang nợ một tháng. Thế ạ? Vâng. Thế là cái này thì ở mình lâu lắm rồi đấy, phải mấy chục năm ấy. Bây giờ vâng. Bây giờ nợ lương thì có lẽ bỏ việc hết. Không, Lào họ cũng đấy, thế cho nên mới thể hiện lên là cách sống của người ta. Dạ. Người ta không vội vàng, không thế. Mà Lào như này này, nếu mà để mà nói là tiếp khách này cho đến đám cưới này hoặc là đến hội nghị thì Việt Nam mình sẽ không bằng họ. Dạ. Họ ăn uống thì lịch sự lắm. Dạ. Cho nên là thời xưa bác Đỗ Mười, bác Sang, bác phải cho ba cô của văn phòng chính phủ đấy sang học cách làm món ăn của Lào để về nước mình là mỗi khi có đoàn Lào thì làm cái món đấy nhưng mà không ngon. Đấy, ý của cô nói, vâng, ý của cô nói lịch sự có nghĩa là như nào? Lịch sự là người ta không, ví dụ đám cưới người ta nhé, cô nói với cháu là người ta tiếp khách từ 7 giờ, tức người ta xếp hàng, tức là bố mẹ cô dâu đứng bên kia, bố mẹ chú rể đứng bên này, hai hàng như thế, anh em ruột thịt đứng độ khoảng 15-20 người một hàng. Thế xong rồi quan khách đến là vào là chụp ảnh với họ, xong đâu vào đấy là cứ vào ngồi 10 người một mâm, thế là ngồi giao lưu rồi nói chuyện cho đến 8 giờ thì hết khách rồi, người ta mới vào là ông chủ hôn mới bắt đầu tuyên bố lý do. Thế còn quan chức mà khách ấy thì ngồi chỗ phòng VIP ấy, thế thì còn những bình thường thì ngồi tất cả các bàn xung quanh. Như thế là Lào người ta đi ăn cưới không đi một mình giống người ta, gặp vào với 11 giờ vào ngồi ăn xong rồi ra chả quên biết gì, người không chơi vào đâu được cháu ơi. Đấy, thế là mọi người dưới này cứ uống bia mới ăn, người ta bày ra rồi trên kia ông chủ hôn tuyên bố xong là cô dâu chú rể là hát trước nhảy lâm bông ấy, mời hai họ xong đâu đấy hết chú rể cô dâu nhảy cái bài mời khách đấy, sau đấy là đến bố mẹ chú rể cô dâu ra chào, xong rồi hát cái bài mà chào khách, xong rồi đến anh em ruột thịt ra chào khách, xong rồi cuối cùng bạn bè thân thiết ra nhảy chào khách, nhảy lâm bông đấy. Tôi cũng rất là tình cảm với các bộ tộc Lào, mà cũng rất là sâu sắc với các bộ tộc Lào, cho nên là để mà toát lên cái vai trò của quân tình nguyện Việt Nam giúp đất nước Lào và quân đội Lào nói riêng là giải phóng được đất nước Lào cho đến ngày nay, thời kỳ chống Pháp chống Mỹ, thì để vinh danh cái quân đội Việt Nam đã cống hiến cho các bộ tộc Lào và quân đội Lào để thành công cuộc sống của Lào này, mà tâm huyết của cô vẫn muốn là làm thế nào để cho nó toát lên cái cống hiến của quân đội Việt Nam đối với bạn. Dạ. Cái đấy mới là cái quan trọng. Cái tâm nguyện của cô ấy nó giống như lửa ấy, nó cũng truyền sang cháu rồi đấy. Đấy, cháu cũng bắt đầu cảm thấy là có một cái thôi thúc. Và cháu cũng rất là muốn là cô tạo điều kiện thêm đấy, để cho cô cháu mình có thể đấy hoàn thành được cái về cô ơi, Việt Kiều bên đấy thì thế nào cô? Có đông không? Việt Kiều mình đông rồi. Dạ. Việt Kiều mình đông lắm. Việt Kiều. Nhưng mà Việt Kiều là có 4 thế hệ. Dạ. Thế hệ sang từ năm 30 đến năm 45 là cái thế hệ đấy là ổn định, giàu có, và là người Việt mình là chăm chỉ, mà những cái thời kỳ khó khăn, nhưng mà đến năm 45 là họ đã trụ được rồi. Thế còn Việt Kiều
kế của cái năm 400 đến năm 75 thì đến bây giờ ai cũng giàu có. Giải phóng Lào là ai cũng giàu có. Để cô khẳng định là 90% là giàu có, không ai nghèo, ai cũng có khách sạn. Đấy là Việt Kiều của thế hệ đấy. Còn Việt Kiều của cái thế hệ 80 trở lại đây thì đủ ăn, đủ ăn. Chứ còn cũng cho đến bây giờ thì đủ ăn thôi. Thế còn cái lớp trẻ bây giờ sang làm mộc cũng Việt Kiều đấy, cũng là do người Lào đỡ đầu những các thứ. Thì nói chung là các cháu nó cũng hơn ở Việt Nam, cũng đủ ăn, mà cũng là có của đẻ, có của ấy đấy, là tốt. Vâng. Khi ở bên Lào ấy thì như cô nói, tức là họ cháu có cảm giác là cuộc sống của họ một cái nhịp điệu sống chậm chậm. Vâng, chậm. Vâng, để cô này ví dụ là thế này nhé. Đặc thù của người quốc phận người ta không vội. Nhưng mà nếu như 4 giờ cháu sang là không có cái chỗ nào chợ nào họp nó thế. Đóng cửa hết. Đóng cửa từ 3 rưỡi 4 giờ là ra dọn rồi. Nhưng mà 8 giờ người ta bắt đầu đến chợ, xong người ta ăn uống xôi chung các kiểu, xong 8 rưỡi 9 giờ người ta bắt đầu dọn hàng. Người ta bán cho đến 4 giờ ra dọn hàng. À khi một cô à, ra dọn xong nữa nè. Đấy, nó lại là thế đấy chứ. Nhưng mà trừ phố ăn, trừ dọc sông Mekong ăn thế thôi, chứ còn người ta tiết kiệm điện. Điện là người ta bán, nhưng người ta không sử dụng giống đất Hà Nội mình. Người ta không bán đêm. Cháu đi con phố độ khoảng 5 km, tối hôm chẳng có hàng quán nào đâu đấy. Đi ra phố ăn đây nhá, đi ra tiếp ngoài sông Mekong đấy, có cà phê mới ăn đấy. Chứ còn Lào thì là họ biết là họ nghèo, họ chậm, lãnh đạo họ cũng xác định là chậm phát triển đấy. Chậm phát triển. Nhưng để mà nói cái thành công của 3 năm là đóng cửa rừng, không có gỗ, không khai thác mỏ, thế chỉ tiền viện trợ của các nước thôi, tiền không hoàn lại đấy. Để mà làm cái này cái kia là phát lương cho công nhân đó. Nhưng mà để tới đây, nhưng mà cái đóng cửa rừng là không có gỗ này. Coi vậy là họ đóng cửa rừng 3 năm đã thành công rồi đấy. Đúng. Thành công. Đấy. Thành công, đóng cửa rừng là thành công đấy. Dạ. Nhưng mà thế này lại không có tiền. Tức là khổ là chỗ đó đóng cửa rừng là không có tiền. Đấy. Nhưng mà ở Lào này, chặt trộm một cây gỗ, nửa tiếng sau là nó biết ngay. Thế mới lạ chứ vậy. Nhưng lắm cái chuyện mà chặt trộm gỗ thì tuyệt vời luôn. Lào dân ý thức lắm. Gỗ đầy đường này họ cũng mang về đó. Có cây gỗ dài ngã ở đường này họ cũng không đánh. Thế để cho lâm nghiệp họ thu. Họ không có nhu cầu hay là không được lấy? Họ có nhu cầu chứ, ai mà chẳng muốn làm nhà ở toàn nhà sàn hết mà. Chỉ có cái tỉnh này là cho cái bản này là bao nhiêu gỗ thì họ được vào rừng để họ chặt để họ làm nhà. Cái kiểu thế. Chứ không phải tự do đâu. Ý thức dân người ta cô vẫn là tâm huyết. Thôi chú nằm lại bên ấy, cho nên là cũng là quê hương thứ hai của cô, mà cô lại cũng gắn bó với quân đội Lào. Để mà nói là gắn bó với các bộ tộc Lào, cô đi là chỉ còn phong thân lì mới lại bỏ kẹo là cô cũng đặt chân, còn là đặt chân hết rồi đấy. Vâng, cháu xin cảm ơn cô Việt. Câu chuyện của cô cháu mình một cái quãng thời gian thì cũng không dài lắm, nhưng mà cô đã truyền tải một cái lượng thông tin rất là lớn. Cháu có thể mường tượng được một cái bức tranh chưa rõ nét lắm. Và cháu hy vọng là với sự giúp đỡ của cô thì cái chuyến đi Lào tới của cô cháu mình sẽ có được những cái tư liệu về cái mối hữu nghị tình cảm Việt Nam và Lào, cũng như là những cái đóng góp của quân đội và nhân dân Việt Nam đối với cách mạng Lào. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là một cái chiến trường nữa của chúng ta, mặt trận C, sẽ ra mắt quý vị và các bạn với những thông tin, tôi tin rằng những thông tin hữu ích về huyền thoại của mối tình ba nước Đông Dương Việt Nam, Lào, Campuchia. Vâng, không phải ngẫu nhiên mà trong cái sắp xếp người ta lại nói rằng Việt Nam, Lào, Campuchia. Câu chuyện của chúng tôi đến đây tạm khép lại. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chào, cảm ơn cô. Rồi.